Này, số phụ kiện Wi-Fi 2019 sẽ làm một cái video cách cài đặt cái con modem FPT model là G97RG6M. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta quan tâm đến hai cái hàng trên này là hai hàng tên Wi-Fi. Tên Wi-Fi của nó hai hàng trên này nó đều để là một tên. Rồi, cái mật khẩu Wi-Fi cũng 2.4 với 5G cũng đều là giống nhau. Rồi, cái đây là cái địa chỉ đăng nhập vào modem. Và đây là tên đăng nhập là admin, còn password là hàng dưới cùng. Rồi bây giờ chúng ta lấy điện thoại, chúng ta kết nối vào cái wifi có tên là FPT Telecom CB63. Đây, thì trong điện thoại đây nó đang đề là 2.4G với 5G, nó đề chung là một tên. Đấy, thì giờ chúng ta tích vào để kết nối này. Rồi, nhập mật khẩu của nó là 209 20 209 020 rồi 10. Rồi kết nối. Rồi khi kết nối thành công rồi, chúng ta mở trình duyệt Google Chrome lên. Rồi chúng ta đánh cái địa chỉ là 192 192 .1 68.1.1 này. Rồi chúng ta nhấn đi này. Rồi đây là điện thoại nó kêu là nó cảnh báo trang web không an toàn, thì chúng ta vẫn tích vào cái hàng dưới cùng để vẫn tiếp tục truy cập. Rồi tên đăng nhập là admin này. Đấy. Rồi password thì nhìn theo cái hàng ở bên dưới đây. 2753 này. 2753 này. 2753 rồi 421933 21933 rồi chúng ta nhấn login. Rồi thì trong cái phần này chúng ta tích vào cái phần wireless ở bên đây để chúng ta tích vào cái mục để mình zoom lớn này. Đây chúng ta tích vào cái mục SSID này. Đấy, để cài đặt tích vào cái phần hàng thứ ba để đổi tên wifi. Đây chúng ta điện thoại đang kết nối đến wifi 5G nên là chúng ta phải cài cái băng tần 2.4G trước. Đấy, mình đặt FPT này, FPT 123 đi. Rồi mình nhấn apply này. Rồi tiếp theo chúng ta tích vào cái mục wireless security này để tạo mật khẩu này. Đấy. Rồi chúng ta đặt cái hàng mật khẩu ở cái hàng thứ tư nhé. Rồi mình đặt 4 số 8, 4 số 9 này. Rồi 4 số 8, 4 số 9 rồi mình nhấn apply. Rồi tiếp theo là mình tích xuống cái mục bên dưới này, SSID ở cái radio 5G này để chúng ta đổi cái tên sóng wifi 5G. Đổi tên sóng wifi 5G thì đây mình đặt FPT 5G nhé. Đấy mình đặt là FPT 5G. Rồi chúng ta nhấn apply. Rồi trong bước này chúng ta đợi một chút nhé, bởi vì khi mình thay đổi trong hai băng tần đó thì là modem nó sẽ out ra. Đấy, nó đã cái wifi nó đã out ra rồi, thì giờ chúng ta ra ngoài kết nối vô cái wifi 2.4G xong là đăng nhập vào để cài đặt lốt cái phần mật khẩu của cái băng tần 5G. Đấy, đây FPT 123 đây. 1234 1234. Rồi chúng ta kết nối. Rồi giờ chúng ta quay lại cái wireless security này. Đấy, trong cái bước này thì chúng ta đặt cái mật khẩu cho cái wifi 5G cũng ở cái hàng thứ tư này nhé. Đấy. Trong cái phần radio 5G này. Rồi giờ mình đặt 1234 1234 này. Rồi mình nhấn apply này. Rồi, bây giờ mình sẽ đã tiến hành cài đặt xong hai cái tên wifi với hai cái mật khẩu wifi. Đây này, cái hàng SSID của 2.4G, tên wifi đây. Rồi cái phần mật khẩu wifi là cái phần wireless security này, nằm ở hàng kế tiếp này. Là cái phần đặt mật khẩu ở cái hàng thứ tư này. Rồi còn tiếp
theo đến là cái SSID của cái băng tần 5G này. Đấy, là FPT 5G này. Tiếp theo đó là cái hàng wireless security này. Đó là cái hàng thứ tư này luôn nhá. Rồi cài đặt xong hai tên wifi và hai mật khẩu wifi xong rồi. Đến bước này chúng ta tích vô cái mục advanced setup. Đây, nó nằm ở kế bên cái mục wireless này. Rồi trong cái bước này chúng ta xóa hết cái địa chỉ IP ở đây đi. Mọi người đặt cho mình là 10.10 này. .10 này. .1 nhá. Đấy, nhìn đây này. 10.10.10.1 rồi. Chúng ta kéo xuống. Đây, quan trọng nhất là cái bước này. Cái phần DHCP này. DHCP server này. Giờ nó đang để enable, chúng ta tích qua cái phần disable nhá. Tích qua disable này. Nhấn OK này. Bắt buộc phải tích cái này. Thì nếu không tích thì nó sẽ không chạy được bằng dây mạng LAN. Đấy, nên là mình phải tích vô phần vô hiệu hóa cái DHCP này đi. Rồi trong bước này chúng ta nhấn apply nhé. Nhấn apply, khi nào mà nó out cái trang này ra ngoài thì là thành công nhé. Đó, đợi một chút, khi nào nó out ra ngoài, out cái trang này ra ngoài, lúc đó là DHCP nó mới tắt hẳn. Là lúc đó nó không còn cấp IP cho thiết bị nữa, là thiết bị nó sẽ bị đá văng ra ngoài. Đó, bây giờ nó đã bị đá văng ra ngoài rồi. Bây giờ chúng ta thử ra ngoài kết nối wifi này, bảo đảm là sẽ kết nối không được nhé, bởi vì là nó đã tắt, mình đã tắt DHCP đi rồi. Cái 2.4G này cũng không được này, cái FPT 5G này cũng không thể nào kết nối được nữa này, bởi vì mình đã tắt DHCP đi rồi. Đấy, nên là không thể nào nó kết nối được. Thì giờ bây giờ là chúng ta cài đặt xong cái phần cấu hình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắm dây mạng LAN vào. Thì cái dây mạng LAN này ấy, thì là dây dài hay dây ngắn thì tùy theo từng nhà nhé. Thì mình đây đang sử dụng cái dây này có 1 mét, kết nối đến con modem Viettel 670i của Viettel. Đấy, giờ mình đang cắm gắn dây vàng này. Đấy, giờ mình cắm vào trong modem này. Thì trong cái modem này nó có 4 cổng thì mình gắn cổng nào cũng được. Đấy, thì trong lúc này chúng ta gắn vào cái cổng LAN, mình gắn cổng LAN số 1 nhá. Đó. Khi gắn vào cổng LAN số 1 rồi ấy, nó bắt đầu đèn số 1 nó sáng lên này. Đó. Đèn số 1 nó sáng lên thì trong cái lúc này chúng ta cài đặt chúng ta kết nối thì nó mới được nhá. Đó, khi mà cắm dây mạng LAN vào còn là nó đã nhận được cái IP luôn. Bây giờ kết nối cả hai băng tần đều được luôn này. Đó. Đấy, thì giờ mình kết nối vô wifi 5G này. Rồi mình sẽ test bằng pin test cho mọi người xem nhé. Đó, đây mình đang xài mạng Viettel. Đợi một chút khi nó lấy được server rồi bắt đầu chúng ta tiến hành rồi Viettel network. Rồi giờ chúng ta test tốc độ này. Đó, download đã được 117 MB. Rồi giờ còn upload. Đấy, upload là 121 MB. Có như thế thôi thì việc cài đặt thì nó cũng chỉ có đặt hai tên wifi và hai mật khẩu wifi, xong là bước cuối cùng là thay đổi địa chỉ IP, rồi mình tiến hành tắt DHCP là được thôi. Đấy. Là mạng chạy là con này là nó là cổng gigabit nên là nó sẽ chạy mắc băng thông luôn. Đấy, thì trong 4 cổng LAN này thì mọi người gắn LAN nào cũng được nhé. Đấy. Mạng rất là ổn định luôn.
Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mà mọi người nếu mà có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận phía dưới để hoặc là chat với shop để shop sẽ gọi video để hỗ trợ tiếp nhé.